Xin chào tất cả mọi người đến với kênh vlog của Úc Toàn nha. Hôm nay mình sẽ làm món cơm trộn Hàn Quốc và canh kim chi Hàn Quốc luôn nha các bạn. Thì cơm trộn thì mình có những nguyên liệu như sau ha. Ở đây mình mua được cái bịch này là nguyên liệu để dành mình chiên cơm chiên trâu á mọi người. Thì ở trong đây nó có bắp, có đậu que, có hạt hòa lan, rồi có củ cải đỏ nữa đó. Mình mua sẵn một bịch vậy luôn, nó tiện mình về mình khỏi cần thái ra hết mọi người. Rồi mình bên cạnh đó mình còn cũng có cái chả này nha. Trong tủ lạnh mình còn chả thì mình sắt mình bỏ vô luôn ha. Ở đây mình có nấm mình bỏ vô chung luôn, lạp xưởng bò ha. Rồi bây giờ mình nấu canh kim chi á, thì ở đây mình có bịch canh kim chi nè, kim chi cải thảo nè các bạn. Ở đây thì mình có đậu hũ non, mình mua hai loại luôn, một là đậu hũ non này với một đậu hũ non vuông này luôn. Rồi mình có thịt heo luôn, mình có thịt ba chỉ mình bỏ vô canh cho nó ngon ha. Rồi bây giờ mời mọi người vô bếp để chế biến với mình nha. Ở đây cái mình có nấm hương này thì bây giờ mình sắc hạt lựu nha mọi người. Mình sắc mình bỏ cái cùi của nó nha. Rồi mình hãy sắc hạt lựu ha. Cái cùi của nó mé bên trong nè mọi người, nó dài dữ lắm. Bây giờ mình sắc mình bỏ nó đi đó. Mỗi cái tay nấm này nè mình sắc ra làm 4 làm 5 làm 4 làm 6 hoặc làm 8 cũng được. Mình sắc sao mà cho nó dễ ăn mình nhất thì mình sắc ha mọi người. Tưởng mình mua là lạp xưởng bò à, mình không có mua lạp xưởng mai quế lộ nữa nha. Lạp xưởng mai quế lộ mà các bạn nó mỡ quá à. Bây giờ hôm nay mình mua thử lạp xưởng bò mình ăn coi ha. Mình thấy cũng thơm, cũng có tiêu được chính giữa nè. Mỡ thì cũng có chứ không phải không nha. Nhưng mà bây giờ mình chẻ làm bốn đi. Mình nói nhiều quá rồi, bây giờ mình chẻ nó làm bốn. Rồi mình sắc hạt lựu. Mình làm hai cây nha, đây còn một cây nữa nha mọi người. Mình sắc nó thành miếng dài dài ha. Sau đó mình khứa mình sắc hột lựu thì nó dễ ha. Đó vậy đó các bạn. Rồi bây giờ để mình làm cơm trộn ha mọi người. Thì bây giờ mình đã vo gạo sẵn rồi đây nha nha. Mình vo ở đây là một chén hơn ha, nhà mình ăn ít cho nên mình chỉ vo bao nhiêu đây thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình bỏ nguyên liệu vô nha. Thì trước tiên á mình cho vô đây một ít nước tương ha, khoảng một muỗng thôi nha mọi người. Tại cơm mình ít mình cho ít thôi. Đừng có nhiều quá nó mặn đó nha. Rồi ở đây mình cho thêm một cho dầu hào vô ha, cũng một muỗng dầu hào luôn. Mình cho nửa muỗng bột nêm, mỗi cái mình cho ít ít thôi nha các bạn, đừng nhiều quá nha. Mình cho nửa muỗng đường, mình cho một xíu bột ngọt và một phần ba muỗng muối thôi, ít xíu thôi. Rồi cuối cùng mình cho một ít dầu mè vô nha các bạn, cho cái gạo của mình nó bóng lên ha. Và bây giờ mình trộn trộn đều tất cả các hỗn hợp này lại nha. Ở đây mình có hỗn hợp rau củ ha mọi người. Thì bây giờ mình sắp vô nồi luôn nha. Mình sắp một cái diện vòng tròn xung quanh đó các bạn. Rồi tới bây giờ mình sắp một cái vòng tròn chả lụa nha các bạn. Mình tiến hành làm cái vòng nấm nha ha mọi người. Bây giờ vòng cuối cùng chính giữa thì mình bỏ lạp xưởng vô nha. Mình chế nước vô mình nấu nha mọi người, giống như bình thường mà mình nấu vậy á. Mình chế cho nó sắp cái mặt này hết hen, mấy cái hộp rau củ nè. Bỏ một miếng dầu vô nha mọi người. Rồi mình tiến hành bỏ miếng tỏi vô. Mình phi cho thơm lên nha. Sau khi mình thấy tỏi thơm rồi ha thì mình cho thịt vô mình xào trước nha mọi người. Cái thịt khi mà mình nấu canh kim chi á, mình muốn để cho thịt nguyên vậy luôn, nguyên cái tảng bự vậy luôn mình ăn mới ngon nha, chứ mình không có sắc nhỏ nhỏ ra ha. Mấy bạn có coi bên múc bang Hàn Quốc á, mấy bạn cũng thấy người ta để mấy cái tảng thịt vậy nè, nấu canh ăn rất là ngon luôn á. Mình đừng có sắc nhỏ nhỏ ra,
mình để nguyên vậy luôn rồi mình chiên trước, mình chiên trong cái son hoặc cái chảo á, để cho nó vàng ưa, nó vàng nó chín trước đó mọi người. Rồi mình nấu canh thì nó mau chín hơn, mà miếng thịt của mình nó lại ngon nữa. Sau khi thịt của mình nó cũng đã vàng đều ha, bây giờ mình cho kim chi vô nha các bạn. Mình cho vừa đủ ăn thôi nha, mình đừng cho nhiều quá. Rồi sau đó mình cho nước vô ha. Cà chua bi á, mình còn cà chua bi á mọi người, thì mình bỏ vô luôn. Rồi bắt đầu mình nêm nếm nha các bạn. Mình cho vô đây nửa muỗng muối ha, một muỗng đường và nửa muỗng bột ngọt, chỉ vậy thôi nha. Rồi mình nêm nếm, mình thấy vừa ăn thì thôi ha, nó chua chua cay cay ngọt ngọt là được. Rồi sau khi mình đã nấu cái nồi canh của mình cũng đã chín hả mọi người, thì bây giờ mình cho một ít ớt vô nha, ớt vô, rồi mình cho cuối cùng á mình cho cái đậu hũ vô, đậu hũ non vô, đậu hũ non này mau chín lắm, cho nên mình bỏ sau đi, bỏ hành vô. Rồi mình đã hoàn thành xong nồi canh kim chi Hàn Quốc ha mọi người. Rồi cơm mình cũng đã chín rồi nè mọi người. Bây giờ mình múc ra mời mọi người ăn nha. Mọi người thấy nó chín có điều không? Quá ngon luôn ha. Thay vì mình làm cơm Dương Châu thì mình làm cái cách này nó còn ngon hơn nữa đó các bạn. Các bạn làm thử ăn nha. Mình làm xong rồi mọi người, mời mọi người ăn chung với mình. Đây. Mà mình nêm nếm ở trong đây đó. Dầu mỡ. Ít dầu mỡ hơn. Tuy nhiên mình cũng có bỏ miếng dầu mè vô nha. Để mình ăn coi. Ngon. Ngon. Ngon lắm mọi người ơi. Không phải ngon giả đâu. Ở đây em có chén muốn nước tương ớt á, với nước tương. Được rồi. Đây là kim canh kim chi. Rồi. Quá ngon. Mà muốn ăn quá xuất sắc. Chua chua ngon ha. Đậu hũ non á các bạn. Nó mềm mềm mà nó béo. Trời, còn cơm này nó ngon gì đâu. Các biết sao không? Mình nêm nếm ở trong cơm luôn thì mình nấu luôn, thành thử ra cơm nó thấm vô á, nó ngấm cái những cái gia vị vô á. Hũ lạp xưởng bò cũng ngon. Cái này là đúng là cơm ngũ sắc luôn các bạn. Xì. Cơm ngũ sắc tàu xì với canh kim chi Hàn Quốc. Để mình ăn cái miếng sườn ở trong đây cho mọi người coi nha. Mình mời mọi người miếng nha, miếng sườn nè mọi người. Bây giờ mình chấm nè. Chấm miếng nước tương vô. Ôi, nó mềm mà nó béo quá. Phải không? Hôm nay đừng mệt dữ. Canh dưa ăn hết sức ha. Không mặn lạc gì hết á ha. Ngon quá. Nếu như mà mình mở tiệm á, mình đảm bảo sẽ ngon á. Tại vì mình ăn vô cái miệng ngon quá. Để làm ăn kinh doanh á các bạn, khó lắm chứ không phải như mình nghĩ vậy đâu. Lúc trước á, mình có nghĩ tới việc làm ăn rồi, việc kinh doanh á, việc mở mà một cái quán ăn á, chứ không gọi là nhà hàng nha, mình không dám gọi là nhà hàng. Mình có nghĩ tới, nhưng mà cái bài toán mình tính ra đó là để mướn nhân công,
mướn người phụ mình á, cái bài toán nó mệt quá với mặt bằng á, tốn nhiều tiền lắm các bạn, cho nên mình tạm gác lại cái chuyện đó. Chứ còn cái chuyện mà thức ăn đầu bếp rồi mình làm được, rồi bàn ghế chén dĩa đồ này kia thì được, nhưng mà cái tiền mà mặt bằng hàng tháng bây giờ hiện tại, nếu như các bạn muốn làm ăn á, các bạn mở ra một cái quán đàng hoàng á, thì phải 10-20 triệu cái quán đó tiền mặt tiền á, mình phải mướn mặt tiền. Hoặc là 30 triệu cũng có nữa. Tùy theo mặt bằng lớn nhỏ. Rồi tính chuyện nhân công nữa. Nhân công phải bao nhiêu người phụ mình. Rồi tiền bạc hàng tháng ra sao, điện nước rồi này kia nhiều lắm đó các bạn ơi. Mình nói thì nói mơ ước, mình mở một nhà hàng vậy thôi, quán ăn vậy thôi. Cái nhiều thứ lắm. À, còn biết sao không, mình nấu vô cái nồi cơm điện này nè mọi người. Thì mình tính review cho mọi người coi cái nồi cơm của mình. Không phải mình khoe, nhưng mà cái nồi cơm của mình là nồi cơm bằng cái lòng của nó bằng gan. Nó rất là nặng luôn, chứ không phải là bằng nhôm. Thường thì mình mua những cái nồi cơm bằng nhôm, nhôm thì nó mỏng thôi, mình để dành á, mình nấu canh đâu mọi người. Thì đó mình cũng có một cái nồi cơm cũ ở nhà nữa. Nhưng mà cái nồi cơm đó bây giờ mình chỉ để nấu canh rồi thôi. Còn cái nồi mình mới vừa mua cái nồi của hiệu này, hiệu Toshiba, rất là tốt luôn. Nấu cơm nó chín đều hộp cơm hết, nó mềm, nó không có bị cơm cháy nha mọi người. Nói chung á, thì bây giờ mình nói tiền nào thì của đó. Mình mua đồ xịn thì tất nhiên nó có những cái lợi thế mà mình xài nó tốt. Hồi đó mình không biết, mà giống cái tư tưởng của mình á, nó dở lắm. Chỉ biết cái số lượng, không biết cái chất lượng. Mình chỉ thích là cái gì có cái số lượng nè, rồi nó rẻ tiền thì mình sẽ mua. Nhưng thực chất á, bây giờ khi mình mua một món đồ xịn đó mọi người, thì cái món đồ đó nó xài được hơn 10 năm, thì mọi người coi ra, thì mọi người có đáng đồng tiền không? Mà trong khi nó hơn cái nồi mà bằng nhôm không có nhiều tiền hết. Thành thử mình đừng có tiết kiệm. Nếu mình có khả năng thì mình nên mua đồ xịn mình xài. Nó sẽ lâu bền lắm. Quần áo cũng vậy. Hồi đó mình mua món có quần cái áo, mình tiếc tiền lắm. Mình nói trời ơi, mua chi đồ, ba cái đồ nó mắc tiền. Nhưng thật chất cái đồ mắc tiền là cái đồ xịn đó mọi người. Mắc tiền ví dụ cái quần jean hay gì đi, các bạn vô Uniqlo á, 700-800 ngàn một cái quần jean. Ở ngoài thì chỉ có 250-300, 350-400 thôi. Ở ngoài nha, mình nói ngoài. Nhưng mà cái quần jean trong đó, thứ nhất cái form nó vừa với mình, ví dụ mình nói thôi nha, chứ mình không có quảng cáo hay gì nha. Cái form nó đẹp, cái chất liệu vải nó mềm mịn, và cái màu của nó không bao giờ nó phai. Mình bận ha, 5-7 năm trời, có thể 10 năm luôn, nó vẫn như vậy. Thì các bạn coi cái giá trị của nó như thế nào. Nói chung ai không muốn xài đồ tốt ha mọi người. Nhưng mà nhiều khi cái điều kiện kinh tế nữa. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh. Thì ý mình nói ở đây á, là ai có điều kiện thì xài vậy thì nó tốt. Ví dụ đồ cơm thì mình ăn nó ngon hơn, đồ thì mà mặc nó đẹp hơn chút vậy thôi. Ngon quá. Cơm ngon chứ ha. Làm dạng này ngon hơn chiên nha mọi người. Nhanh nữa. Mình bỏ chung vô mình nấu luôn các bạn. Quá ngon. Xỉu. Cái miếng sườn á mà mình nấu chung với cái này á, trời ơi nó bị mà nó ngon kinh khủng. Mày thích Tết không hay mày không thích Tết? Mày ghét Tết à? Thích Tết. Tại vì mày giàu rồi. Ai ghét Tết chứ mình thích Tết. Mình thích lắm. Em giàu rồi.
Tết tới vui lắm, con người mình nó phấn chấn. Cái đậu hũ non sao mà nó ngon dễ sợ. Hồi đó mình ghét ăn chay, mình nói thật cái mình ghét. Ai kêu ăn chay cái mình nói trời ơi ăn có gì đâu ngon. Nhưng thực chất bây giờ đậu hũ sườn chay rồi mấy cái này cái kia chả chay đổ cho rồi đó cơ, mình ăn suốt luôn, mình ăn suốt luôn, tại vì họ làm ngon quá mọi người, ngon quá, ngon hơn đồ mặn nữa. Đồ mặn toàn là hàng the không, đồ chay thì cũng có nhưng chắc ít. Mười điểm, mình ăn hết nổi rồi mọi người. Rồi nó ngon à. Cái tô canh này nó bự gì đâu á. Bây giờ mình ăn sô bô chê nữa đi. Mình mê lắm. Hả? Sô bô chê ngon lắm. Sô bô chê là bạn của mọi nhà. Chết nghèo thì nó thấy nghèo giàu á, thấy giàu chứ có gì đâu. Tết các bạn đừng có buồn, đừng có lo. Mình có tiền thì mình ăn theo có tiền, không có tiền thì mình ăn theo không có tiền, không có làm sao hết. Ủa cái trái này nó bấy hết rồi. Bây giờ mình lỡ trái mới trên đây này, trái này nguyên nè. Chắc gì mấy người nhà người ta có tiền mà người ta vui. Đúng rồi. Vì Tết đã đậu hết mà. Đúng rồi, vậy á. Miệng người ta thì người ta nói vui vậy thôi chứ. Ai cũng có một nỗi buồn hết. Ai cũng có một nỗi lo khi Tết hết chứ các bạn. Đừng lo. Mình xin hứa với mọi người đừng lo. Và tới đâu hay tới đó, mình đó mình đi gặp người này người kia cho nó vui. Và bắt đầu mình một năm mới mình cài tiếp. Mau hết năm lắm các bạn ơi. Mình thấy mau lắm. Mới chớp mắt đó đã hết năm. Sao Tết nữa mà. Ủa gì chưa Tết nữa, năm sau Tết nữa. Trời ơi nói gì á. Sắp Tết rồi không ngu không. Còn là Tết năm sau chứ. Thế năm nay Phan Xi Păng tiết rồi. Cái năm mà mình đi Phan Xi Păng á, đỉnh Phan Xi Păng á mọi người. Không có tiết. Có 5 độ mà mình lạnh thiếu đều hen. Mình chui vô cái toilet á, mà mình ngồi ở chỗ mình co rúm ở trong đó chỉ. Nói chung á là chỗ nào nó cũng lạnh, như là cái bức tường mà nó cũng lạnh nữa, mình không biết phải ngồi chỗ nào. Cái bắt đầu mọi người biết không, ở trên Phan Xi Păng nó có cái nhà chung, thì mình vừa lên là mình vô cái nhà chung đó, mình nói ở trên đỉnh nó lạnh quá, cái mình chạy xuống cái nhà chung á, ngồi người nào nói cúm rúm là hết, như mấy con gà vậy, như mấy con gà vậy, ngồi nguyên một tụm luôn. Ngồi ố vui lắm. Bây giờ chỗ đó là quán cà phê rồi. Vậy hả? Chỗ đó giờ làm quán cà phê á mọi người. Vui dữ lắm. Giờ biểu mình đi lại nữa thôi, chán lắm. Cái gì đi rồi không đi nữa. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Mình sẽ làm nhiều clip hay hơn để gửi đến mọi người ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại clip sau.